Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư tỉnh ủy An Giang, đại biểu Quốc hội khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Giáo dục phổ thông 12/12, cử nhân sư phạm hóa học, cử nhân chính trị. Tháng 9 năm 1992, bà Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu công việc chuyên môn đầu tiên của mình là nghề giáo viên tại trường Trung học phổ thông Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tháng 8 năm 1996, bà trở thành chuyên viên nghiên cứu tổng hợp Văn phòng tỉnh ủy An Giang. Từ tháng 8 năm 2001, bà lần lượt đảm nhiệm qua các chức vụ ủy viên, ban thường vụ, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang. Bà đồng thời là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 10 năm 2010. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010, bà giữ cương vị Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang. Tháng 11 năm 2010, bà được bầu làm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy và được phân công giữ chức vụ bí thư thị ủy Tân Châu. Tháng 1 năm 2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 2 năm 2013, bà được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Tháng 12 năm 2013, bà được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy An Giang. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ. Bà Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định đảm nhận chức Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 thay Bí thư tỉnh ủy Phan Văn Sáu nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bà được bầu làm giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Tháng 1 năm 2016, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sau kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14, bà đồng thời là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy An Giang. Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2021, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.